Manchester United bạo chi 130 triệu mua đứt Joao Felix. Sếp lớn tác động, De Jong đồng ý gia nhập MU. Lukaku có thể trở lại Chelsea sau sự ra đi của Tuchel. Pique nguy cơ bị Barcelona chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Man United bạo chi 130 triệu để mua đứt Joao Felix. Vào mùa hè vừa qua, Man Đỏ được cho là sẵn sàng chi ra đến 130 triệu euro để chiêu mộ Joao Felix. Man United cần phải củng cố sức mạnh cho hàng công và đã được liên kết với rất nhiều ngôi sao, trong đó có chân sút trẻ Joao Felix của Atlético Madrid. Dù Quỷ Đỏ được cho là sẵn sàng bạo chi vì Felix, thế nhưng cuối cùng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn ở lại Tây Ban Nha. Khi được hỏi trực tiếp về mối quan hệ cụ thể của Man United, Felix trả lời: "Không có gì được gửi đến với tôi, đó là những điều dành cho chủ tịch câu lạc bộ. Tôi vẫn đang ở đây tại Atlético." Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, phía Atlético Madrid đã giữ những quan điểm khi cho rằng Joao Felix là cầu thủ 100% không thể đụng đến, dù là các đối tác có thể sẵn sàng chi ra số tiền lên đến 100 triệu bảng đi chăng nữa. Felix cũng được báo chí nước Mỹ hỏi về phong độ của Cristiano Ronaldo. Trong bối cảnh mà CR7 đang gặp khó khăn tại Old Trafford, điều có thể ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. "Cristiano luôn là Cristiano, ngay cả khi anh ấy không thi đấu", Felix nói. "Thật vinh dự cho chúng tôi khi có anh ấy trong đội, ngay cả khi Ronaldo đã 37 tuổi, chúng tôi luôn tin tưởng vào anh ta. Tôi nghĩ rằng thực tế là Man Đỏ đang thi đấu không tốt, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia của chúng tôi và chúng tôi sẽ có một kỳ World Cup tuyệt vời." Sếp lớn tác động, De Jong đồng ý gia nhập MU. Man Đỏ đã không thể chiêu mộ Frankie De Jong trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng các quy định tài chính của La Liga sẽ mở ra cơ hội cho Quỷ Đỏ. Mới đây, chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cảnh báo rằng Barcelona sẽ phải giảm quỹ lương vào năm 2023. Nên nhớ rằng đội chủ sân Nou Camp đang có khoản nợ lên đến 1 tỷ bảng. Gã khổng lồ xứ Catalonia từ phải cắn răng nhìn Lionel Messi sang PSG vào năm 2021 do các quy định tài chính của La Liga. Tờ Express dẫn lời ông Tebas: "Barca phải giảm tại quỹ lương, năm tới sẽ không có đòn bẩy tài chính nào và họ sẽ phải giảm giới hạn quỹ lương xuống còn 400 triệu euro. Hoặc là họ tạo ra nhiều đòn bẩy hơn mà tôi nghĩ là rất khó xảy ra vì họ đã cạn kiệt tài sản hoặc giảm quỹ lương. Chúng tôi sẽ xem xét những gì có thể phát sinh từ việc họ bán cầu thủ. Rất khó hoặc không thể họ duy trì quỹ lương hiện tại trong mùa giải tới đây." Tuyên bố của người đứng đầu La Liga mở ra cơ hội dành cho Man United. Quỷ Đỏ đã theo đuổi De Jong trong suốt mùa hè vừa qua với nỗ lực đưa tiền vệ người Hà Lan tái hợp với người thầy Erik ten Hag. Ban đầu, Barcelona sẵn sàng để De Jong ra đi vì họ muốn cắt giảm quỹ lương để mang về các tân binh. Gã khổng lồ xứ Catalan thậm chí đã chấp nhận đề nghị trị giá 64 triệu bảng từ MU dành cho cầu thủ 25 tuổi. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể do là De Jong không hứng thú với việc gia nhập MU và đồng thời chỉ chấp nhận rời Barcelona khi mà đội chủ sân Nou Camp trả xong khoản nợ 17 triệu bảng tiền lương. Cuối cùng, Barca phải sử dụng các đòn bẩy tài chính mới có thể mang về Rafinha, Jules Koundé và Robert Lewandowski. Còn MU đón Casemiro từ Real Madrid với giá 60 triệu bảng. Vẫn còn phải xem liệu Man Đỏ có quay trở lại cuộc đua giành De Jong hay không. Tuy nhiên thì người hâm mộ MU có lẽ là đang hài lòng với hàng tiền vệ hiện tại của Quỷ Đỏ, ngay cả khi tân binh Casemiro chưa thể hòa nhập hoàn toàn. Lukaku có thể trở lại Chelsea sau sự ra đi của Tuchel. Giám đốc của câu lạc bộ Inter Milan Giuseppe Marotta gợi ý rằng Romelu Lukaku có thể trở lại Chelsea sau khi huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel bị sa thải, nhưng ông cũng khẳng định mọi chuyện sẽ chỉ được quyết định vào cuối mùa giải năm nay. Lukaku đã ký hợp đồng với gã khổng lồ của Serie A là Inter Milan dưới dạng cho mượn, chỉ một năm sau khi rời đội bóng để tới Chelsea trong một bản hợp đồng trị giá 97,5 triệu bảng. Mới đây, giám đốc của Inter Giuseppe Marotta nói rằng các cuộc đàm phán với Chelsea sẽ diễn ra vào cuối mùa giải trong trường hợp tân huấn luyện viên của The Blue muốn Lukaku trở lại với câu lạc bộ. Chia sẻ với Sky Sports Italia, Marotta nói: "Đó là một tin mới và tôi không biết ảnh hưởng của việc thay đổi huấn luyện viên sẽ như thế nào đối với tương lai của Lukaku. Chúng tôi muốn có được màn trình diễn tốt nhất của Lukaku và sau đó là cuối mùa bóng, chúng tôi sẽ ngồi lại để nói chuyện về cậu ấy với Chelsea. Tôi không biết là liệu việc thay đổi huấn luyện viên có đồng nghĩa là Lukaku sẽ tự động ở lại Chelsea hay không. Rất khó để có thể dự đoán ngày hôm nay." Lukaku trở lại Inter Milan mùa hè này theo dạng chờ mượn sau một mùa giải thảm hại tại Chelsea. Trong đó anh chỉ ghi được 13 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường. Mặc dù là nổ súng trong 3 trên 4 trận đấu đầu tiên, nhưng Lukaku sau đó đã không thể có bàn thắng tại Premier League cho đến tháng 12. Một phần nguyên nhân khác khiến cho Lukaku nằm trong danh sách những bản hợp đồng tồi tệ của Tuchel, đó là do anh chỉ trích huấn luyện viên người Đức
và gợi ý rằng anh muốn tái gia nhập Inter Milan trong một cuộc phỏng vấn trên Sky Italia vào cuối tháng 12. Sau khi đạt nguyện vọng trở lại Inter Milan vào đầu mùa giải năm nay, Lukaku đã đóng góp một bàn thắng, một đường kiến tạo sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, chân sút người Bỉ đã vắng mặt ở 2 trận đấu gần nhất do chấn thương. Piqué có nguy cơ bị Barcelona chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trung vệ lão tướng Gerard Piqué có thể bị Barcelona chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vào cuối mùa 2022-2023. Sau hơn 14 năm gắn bó với Barcelona kể từ lúc quay lại đây từ Man United, trung vệ người Tây Ban Nha có thể chia tay Blaugrana sau khi mùa giải 2022-2023 hạ màn. Lúc này, hợp đồng của Gerard Piqué với Barcelona còn thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Lần gần nhất, trung vệ 35 tuổi được gia hạn với đội chủ sân Camp Nou là vào tháng 10 năm 2020, giữa thời cựu chủ tịch Bartomeu. Như thỏa thuận hai bên thông qua cách đây 2 năm, Barcelona có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Piqué vào cuối mùa 2022-2023. Điều khoản này có hiệu lực nếu như Piqué không thi đấu hơn 35% số trận tại chiến dịch hiện tại. Nguy cơ hiển hiện trước mặt Piqué là vì trung vệ 35 tuổi không được huấn luyện viên Xavi trọng dụng từ đầu mùa giải cho tới nay. Piqué chưa đá trận đấu nào ở 4 vòng đấu của La Liga. Tổng cộng anh mới chơi có 45 phút tại trận Barca thắng FC Victoria Plzen với tỷ số 5-1 tại vòng bảng Champions League 2022-2023. Việc Piqué không được ra sân nhiều, một phần đến từ việc anh lớn tuổi, thì những quan trọng hơn, Xavi có tới 4 lựa chọn khác là Eric Garcia, Araujo, Jules Koundé và Christensen. Tương tự như Piqué, một ông thần khác của Barcelona là Alba cũng mất vị trí ngay từ đầu mùa này. Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha nguy cơ chỉ là lựa chọn thứ 3 bên hành lang cánh trái sau Blatter và Alonso. Do vậy chẳng loại trừ việc Xavi sẽ tiễn Piqué và Alba ra đi ngay trong tháng 1 năm 2023 thay vì chờ tới cuối mùa giải năm nay. Tiền đạo Icardi gia nhập MU. Icardi chia tay PSG và đầu quân cho Galatasaray với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm theo dạng cho mượn. Thông tin Icardi chia tay PSG thu hút sự quan tâm của thị trường chuyển nhượng giới truyền thông. Tiền đạo Icardi có 3 mùa bóng chơi cho PSG, chơi 92 trận và ghi 38 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mùa giải trước, Icardi chơi 30 trận nhưng phần lớn vào sân từ băng ghế dự bị. Gác khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận việc chiêu mộ Mata và Icardi vào tối thứ Năm. Ngoài ra, thông tin về việc chiêu mộ hậu vệ Matthijs Ross, tiền vệ Milot Rašić và cầu thủ chạy cánh Jusuf Demir cũng được công bố. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội chính thức ra mắt các cầu thủ là một clip được nhận xét táo bạo và độc đáo. Trong đó, 5 cầu thủ bước ra khỏi xe thể thao trong khi mặc lễ phục. Cuối cùng, tất cả họ cùng gặp nhau và tạo dáng trong chiếc áo đấu Galatasaray khi nền nhạc được vang lên. Icardi gia nhập Galatasaray từ PSG theo dạng cho mượn sau khi bị giam trên ghế dự bị tại League One do bộ ba siêu sao Lionel Messi, Mbappe và Neymar luôn chiếm suất đá chính. Anh đã ghi 38 bàn sau 92 lần ra sân cho nhà vô địch nước Pháp. Trước đó đã ghi 124 bàn trong 219 trận cho Inter Milan. Trong khi đó thì Mata rời Man Đỏ vào cuối mùa giải trước sau khi hết hạn hợp đồng. Anh là một trong số những cầu thủ rời Old Trafford theo dạng tự do cùng với Paul Pogba, Jesse Lingard, Neymar Matic và Edison Cavani. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hợp đồng của Mata có thời hạn 1 năm kèm với đó là điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa. Anh sẽ nhận mức lương khoảng 1,9 triệu euro mỗi năm. Trung vệ Matthijs Ross đến với Galatasaray sau khi rời đội bóng Đan Mạch, Augsburg. Rashica ký hợp đồng cho mượn từ Norwich, trong khi Demire ký hợp đồng dài hạn từ Rapid Vienna.